Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hôm nay mình lại chơi game Zombie Tsunami. Video trước là mình dùng con nam châm kết hợp với con chim ma các bạn nhé. Và video này mình sẽ chơi con này đi các bạn. Chim biến hình này các bạn nhé. Không phải to đâu rồi. Thank you.
wow, chú Long Bi. Ok, sau này mình sẽ cào được cái gì nào. Wow, 200 xu cộng thêm 100 xu nữa. Ok, we'll be right back.
Vâng, chắc là gì đó các bạn ơi. Ôn. Và video của mình cũng kết thúc đây các bạn nhé. Các bạn thấy hay nhớ like và ủng hộ mình. Và nhớ nhấn vào nút chuông bên phải để đăng ký các bạn nhé. 107 não các bạn nhé.